Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi giới thiệu về đồ tập tạ trên tàu. Toàn đồ tự chế thôi. Và đầu tiên là cái giá để tạ. Đây, chúng ta có thể thấy giá để tạ đây. Vâng, một cái giá để tạ. Quả tạ đơn này, các anh lấy từ những cái ống thủy lực này, đó, các anh cắt ống thủy lực ra này, các anh cắt những cái, đây là những cái đầu của đường ống để nối giữa cái hai đường ống vào với nhau, thì các anh lấy, các anh hàn vào, quả này 6 cân, còn đây là những cái, đây là cái chống đẩy này. Hai cái này chống đẩy. Đây là quả tạ đòn này. Tôi rất thích cái tạ đòn này. Nó nặng 33 cân thôi, không chưa được 40 cân. Và tôi phải đẩy đến 70 cân thì nó mới phê. Đấy, những đồ tập tạ thôi, còn ghế, đây là ghế tập tạ. Ghế các anh đấy từ những cái, đây là cái để nẹp cái đường ống to. Đây. Mấy con ốc ở bên dưới, mấy cái đường ống, mấy đường ống để nối từ đây vào với đây, đây vào với đây. Đấy là găng tay tập tạ của các anh em ở trên tàu. Đây là cái rẻ để lau dầu, để quấn xung quanh và dùng dây thép để nai chặt nó lại. Đấy, thế là có ghế để nằm đẩy tạ hoặc là ngồi để tập tay rồi. Đấy, tập tay trước. Vâng, đây là cái xà đơn bình thường các anh dùng để phơi quần áo, nhưng mà lúc tối đến tập tạ thì tôi hít xà. Tôi rất là thích nhất cái xà đơn này, bởi vì mỗi tôi tập 5 hiệp, mỗi hiệp 10 cái thì thôi nưng, gọi là phê noi mắt. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người xem video. À quên, tôi có cái đồ tập bụng của ông bạn thợ máy Tiến, ông ấy tự chế là ông ấy kiếm được cái vòng bi đặt ở giữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Đỗ Hào Đức hôm nay, ngày 20 tháng 1 năm 2018. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.